Để mình chạy thử một đoạn ngắn cho nên em khảo tiếng máy nha. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quay Xe Máy. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm, cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng em nhé. Thì trước mắt anh em là con quay tháng 110. Quay tháng 110 đời 99 nha anh em. Tình trạng xe là máy móc là cực kỳ là im. Đầu nồi là ba bít cho anh em luôn nha. Áo này cũng là zin xe nha mọi người. Này, bộ đèn còn khá sáng nha anh em. Xe đi thì cực kỳ là nhẹ, cực kỳ là bốc đầm nha anh em. Bộ xe khá là đẹp nha nè. Lọc kính cò này. Trên thăng nha mọi người. Bộ áo này là còn dán một lớp cơ trong ở ngoài nha mọi người. Chủ là dán cơ trong cả bộ nha anh em. Anh em thấy cái hàng keo nha. Lọc ra mới chát à. Đúng cái độ của Thái nha anh em. Bộ đèn sau còn dàn thật luôn nha. Xe đi là rất là nhẹ nha anh em, nhẹ tên luôn nha. Máy Thái thì khỏi phải bàn ạ. Áo này là xin có thể cá bộ nha nè. Nè, 599 ạ. Đây là mọi người. Đây nha. Cho về cũng 99 nha nè. Tới cặp bẩn nha nè. Bẩn là còn miếng cao su nè mọi người. Coi cái này nha. Cặp bẩn là xin nha anh em. Cũng năm qua năm 2000 nha anh em. Nắp hộp đây ạ. Cũng xin nắp hộp nha anh em. Nắp hộp là cũng lột của năm 2000 nha mọi người. Nắp hộp xin luôn nha anh em. Áo xin là anh em cầm cảm giác rất là nặng nha. Ok, bây giờ là cặp mình. Cặp mình này là xin luôn nha anh em. Đây ạ. Tháng 12, tháng 1, gì năm 99, 2000 nè anh em. Đây nha, cái cỏ nha. Mình xôm ra cho anh em coi phải cái mình luôn nha. Đây, cái mình nha anh em.
mình đang quay của mình nha. Máy móc cực kỳ đẹp nha mọi người, máy hiện đang nổ à. Ô xin đề xe 1985 à. Thế bộ còn đẹp như thế nào. Về chạy cái bộ cho anh em xem này. Chữ một một cái nào cho mọi người. Ok, mình sẽ lên về ga cho anh em khảo nha. Xe là không một cũng khó nha anh em. Quay đầu lòng của xe cho anh em xem nha, rất đẹp nha. Ốc đầu là còn sắc cạnh. Đầu lòng là sạch sẽ nha anh em. Ngoài trời mưa giờ mình di chuyển vô trong mình quay cho anh em nha. Đây nè, ốc tán sắc cạnh hết nha nè. Tao nữa nè, rất là nét nha nè. Đây nè, nét cỡ vậy nha mọi người. Mình quay nhiều góc cạnh máy cho anh em xem nha. Ngon lòng nè mọi người. Một bình thường xin nha nè, Thái Lan nha. Có ốc chỉnh gió chỉnh xăng cũng còn bén nha nè. Đầu lòng là cực kỳ đẹp. Đừng chỉnh cái tay nhỏ chút nha. Ốc rất tròn này anh em, sắc cạnh luôn á. Pusi là xin đê xe, chụp Pusi là xin đê xe, máy tiền Thái Lan à. Cụ đề nha em, cụ đề xin nha, Mitsubishi Thái Lan. Ốc tán là sắc cạnh hết nha nè. Nè, ốc tiên lồng nè. Ở ngoài đang mưa nha em,
tê đây. Còn là hầu như không thấy luôn nha nè. Học cụ đề nha nè. Cụ đề khả năng là chưa mở luôn nha nè. Giật lưng quay từng con cho nên xem nè. Thấy nha nè. Thấy nét nè. Và Thái Lan nè. Máy này khá là chắc nha mọi người. Cho nồi anh em. Còn máy rưỡi nè. Học chơi máy nè. Chờ máy là phải ngót. Nồi lên ra xuống ra còn nghe tiếng chả thời gói mọi người. Chơi nha nè. Bò đang cổ á. Thường là ở đây có số rồi mà. Vô quay bằng đèn led bởi vì nó hơi cháy vậy nè. Của xe này nè. Đem sửa xe này. Mũ của nó cảm giác như cái kim tiến nha mọi người, khi mà gọi đèn vô nha. Ok, giờ quay lại đầu lòng chút xíu, mình sẽ ống bẩn lại nha nè. Tổng thể nè. Từ ngoài nhìn vô nên sẽ thấy như vậy nha. Lại gần mở ra thì anh em xem dễ hơn nha. Kích đạp xin đưa xe. Chân dài nha em. Máy là im chắc nha nè. Đây, tem gấp còn luôn nha. Mắt điện Thái Lan.
bạc gấp, bạc đâm là rất là đẹp ạ. Xa cho mọi người, xa rất đẹp luôn này. Một là còn chưa đi hết lớp đen này nè. Nhìn xa cầm sao đấy, Siam Goshi nha anh em. Dành là chủ kỹ chịu thao góc nhất cho luôn nha anh em. Hầu như là không có mục một cái nào đâu ạ. Sẽ quay một chồng cho anh em xem nha. Đó là Siam Goshi. Chắc cạnh đây cũng là nguyên sinh chưa sưng lại. Đẹp thái còn như này. Cam nhìn sao nha anh em, cam nhìn sao cũng rất đẹp nha anh em. Chủ kỹ chủ thao lớp dầu nha mọi người, chùi còn mới chát. Nhìn là đẹp, không có mục một chỗ nào đâu nha anh em. Siam Goshi. Là rồi mới chát nha mọi người. Cầm còn khá nha nè. Đậm là đẹp luôn ạ. Nè nè nè. Đè trên dưới đẹp hết nha. Nguyên xin hết. Một chưới có sữa nha mọi người. Đồng con à. Tôm bùa này còn nha anh em. Về mặt nạ này kia dán cái trong hết nha anh em. Anh em không thích thì về có thể lột ra nha. Đi một vòng con xe này cho anh em khảo nha. Áo là có dán cái trong cả bộ nha anh em. Sơn xiên, sơn sơn là còn xiên như thế này. Bình xăng này cũng là nguyên xiên ạ.
kế mốt là con rồi mọi người. Tháng 7 năm 2000. Ok, vừa rồi thì mình vừa đi sơ bộ con quay thái 110 mới vừa chị đổi cho mình nha anh em. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của mình giờ hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Anh em cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của tiệm mình nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.